cố lên. Get break. Bẻ từng miếng nha, nhỏ nhỏ rồi tru cho nó, ok. Ê, rô. Cho nó ăn bánh mì. Rô. Rô. Bữa thứ tư cái miếng này á, nó nằm cạn đây nè. Hôm nay nước cao hơn cho nên cái miếng này nó nổi lên. Hey, give me some. Giờ này là 12:20 trưa thứ sáu 31/5/2019. Hôm nay mực nước cao hơn mấy hôm trước. Đó, chỗ này có cá. Hai bữa trước thì mấy con ngỗng này nó bay đi đâu hết rồi. À, chỗ này là cá quá nè, cá vậy. Cá nó lại đơm quá. That's it. No more. Big one. Ok, cho từng miếng, ok. Ok.
Don't throw the whole thing, okay? Hey, get more crab for me. The big one. Bẻ ra cho. Xé ra. Nay có bánh mì nhiều với lâu rồi, thành thử cá nó bu lại đông quá trời. Give me more. Colin, come here. Colin, come here. Come here, come here. Come here. Đồ rùa chỗ này bự quá. Get more bread. Xé ra miếng nhỏ nhỏ. Xé ra. Go lên, get the whole thing here. More bread, the big one. Xé sẵn ra nhau miếng nhỏ nhỏ mới được. Hey, get some bread. Yeah. Hôm nay thả nhiều bánh mì nè, cho nên cá với rùa nó lại quá trời.
nước hôm nay thì lớn hơn 2 ngày trước, cao hơn nhưng mà thấp hơn ngày 24. Ok, no more. So we ready to go home? Yeah. Ok. Con Linh. Yeah. Lượm mấy cái bọc này đem bỏ vô thùng rác. Ok. Đây à. Trash. Cái đó nữa. Rồi. Đem bỏ thùng rác. Ở đây tập cho con nít nó đổ rác sạch sẽ, nguyên một cái công viên nè, lớn vậy là không có thấy rác, là ai cũng phải có ý thức sạch sẽ hết. Ok, ok, ready to go home? Ok, let's. Thank you for watching. Một cánh tay đưa lên, hàng ngàn cánh tay đưa lên, hàng vạn cánh tay đưa lên, quyết đấu tranh cho một nền hòa bình công chính, đập phá tan mèo con, đầu hàng cái quân xâm lăng, hòa bình phải trong vinh quang, đền công lao bao bao sự hùng. On behalf of our nation, God bless you and God bless America. Thank you. Ba thiên đình sư đoàn ngày xưa.